Kính thưa quý vị, hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 10. Hôm qua ngày 16 tháng 10, Tòa án Sài Gòn vừa thông báo sẽ đưa hai thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước là nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông, tức anh Trần Vũ Anh Bình, và nhạc sĩ Việt Khang, tức anh Võ Minh Trí, ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Sài Gòn vào ngày 30 tháng 10 năm 2012 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo đó, nếu bị tuyên án là có tội, hai nhạc sĩ này có thể lãnh án tù từ 10 đến 20 năm. Nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978. Anh cùng với vợ và một con trai 4 tuổi cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhiều người Việt Nam trên thế giới bắt đầu biết đến cái tên Việt Khang từ sau các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào mùa hè năm 2011. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông có tên thật là Trần Vũ Anh Bình, sinh năm 1975. Anh là một thành viên của ca đoàn thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn do các cha dòng chúa Cứu Thế phụ trách. Anh cùng vợ và một con trai cư ngụ ở quận 3, thành phố Sài Gòn. Anh có nhiều nhạc phẩm được nhiều ca sĩ đang thành danh ở Việt Nam hát như ca sĩ Đăng Trường, Đinh Tiến Đạt, Đăng Khôi, Mai Văn Hạnh. Những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích, có bài Người miền Trung, Vắng em vắng mãi câu hò, Người Việt Nam, Rặn người nước Nam. Nhạc sĩ Việt Khang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam từ tháng 12 năm 2011, còn anh Trần Vũ Anh Bình thì bị bắt vào tháng 9 năm 2011. Cả hai đều bị biệt giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, Sài Gòn đã hơn một năm nay. Vụ bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, với chiến dịch thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho anh và các tù nhân chính trị khác, gửi lên chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Canada. Nhiều luật sư cho biết Điều 88 Bộ Luật Hình sự có mức án phạt rất nặng, nhưng các khái niệm đưa ra trong điều luật này lại rất mơ hồ, khiến cho an ninh, mật vụ, thù ghét ai đều có thể bắt và ghép vào tội theo Điều 88 này. Gần đây, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đã yêu cầu Thường vụ Quốc hội chính thức giải thích điều khoản của luật này. Như vậy mới biết tình trạng dân chúng Việt Nam bị bắt và ghép tội oan sai nhiều chừng nào trong suốt nhiều năm qua do việc các nhà lập pháp cố tình tạo ra để cho hành pháp và tư pháp toa sập với nhau tham nhũng, lạm quyền. Trong vòng 3 năm trở lại đây, tại Việt Nam, khá nhiều người trẻ dưới 40 tuổi đã bị bắt và xét xử theo Điều 88 và Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Nhưng hầu hết họ, trong mắt của bạn bè, người thân và những người có lòng với quê hương, thì họ là những người còn yêu nước. Việc hai nhạc sĩ trẻ sáng tác những bài ca yêu nước và phản kháng lại những người chống dân yêu nước thì mắc tội gì với nhân dân? Có phải chăng những kẻ mắc tội chính là những tên nô lệ bán nước và quỳ gối cầu vinh trước quân xâm lăng phương Bắc?